Chuyên thuyết kể rằng con người không phải là những sinh vật giống người duy nhất tồn tại vì theo các nhà động vật quyền vi khuẩn quyền bất kể cái gì con người cho vào nồi được cũng đều là con người ngoài ra thì ở dưới đạo dương bao la kia còn tồn tại một giống loại anh em khác cha khác ông nội của con người đó chính là người cá cũng giống như con người người cá cũng có tis và tas có đầy đủ các chủng tộc màu da trừ khi người cá đó là công chúa công chúa thì phải da trắng vì không trắng thì sẽ bị giận mạng chửi thôi đi câu chuyện tôi sắp kể không phải là về một công chúa vì da cô ấy vàng chắc chắn rồi cô chỉ là một người cá bình thường đem lòng yêu một con người câu chuyện bắt đầu từ rất lâu về trước từ thuở sơ khai khi con người còn cởi chuồng đụng đá ném nhau lục địa lục đó đất chật người đông một số bộ phận phải chui xuống biển sống dần dần đôi chân tiêu biến thành đuôi cá để lại trên bờ một ông đã quỳnh đẳng đếch hiểu chuyện gì vừa xảy ra theo như giải nobel hòa bình thì con người và người cá chung sống hạnh phúc với nhau nhưng từ lúc biết đến sự tồn tại của người cá con người như mèo tinh với được mv mới nhất của chipu tức là sashimi săn bắt người cá liên tục bắt phải làm gì tôi không rõ lắm vì chưa thấy người cá có lỗ nào chưa kể rác thải của con người cũng hủy hoại môi trường sống của người cá, đẩy họ phải sống trôi lủi, né tránh sự chú ý của con người. Nhưng tại sao lại phải sống trong con tàu cũ này? Chẳng phải cái này quá gần gũi với con người hay sao? Và chúng ta lại có một nguyên nhân sâu xa hơn nữa. Anh này là Lưu Huyên, một CEO tổng tài hàng hiệu, thường xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim làm chị em sinh ảo tưởng. Anh vừa mới đấu giá được mảnh đất Vịnh Thanh La này để chuẩn bị xây dựng một khu nghỉ dưỡng. Và để làm được điều đó, việc đầu tiên anh làm là thả xuống một chiếc máy tạo sóng âm, xua đuổi tất cả sinh vật sống trong khu vực này. Điều này vô tình làm ảnh hưởng đến người cá, buộc họ phải chui vào giống bên trong con tàu cũ. Và cũng vì lẽ này, Liêu Hiền chính là kẻ thù số 1 của tộc người cá. Lãnh đạo của tộc người cá lại không phải món cá mà là anh Bạch Tuộc. Anh quyết định thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi, mang tính chất sống còn của dân tộc là giết Liêu Hiền ở trên bờ. Tăng 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 một người cá tên là San San được lựa chọn để làm nhiệm vụ. Cô chấp nhận cắt đôi đuôi của mình để có thể làm hai chân và trà trộn vào thế giới con người. Tiếp cận Lưu Huyên để che giấu chiếc đuôi tỏ tổ bố này, San San sẽ cần những chiếc váy cỡ lớn. Thứ mà chúng tôi không có vì chúng tôi bán áo, cụ thể là shop bán áo chính thức của hệ thống The Reviewer mang tên Trung Cuối, nơi chúng tôi có đủ loại áo từ phim, game, anime. Thêm vào đó, chúng tôi còn bán tranh cực kỳ đẹp và tới nay còn có thêm rất nhiều sản phẩm hay ho nữa. Trong tháng chín các bạn có thể nhận về cực kỳ nhiều ưu đãi khi mua hàng. Link mua hàng ở phần mô tả và bình luận. Trở lại về câu chuyện người cá Liêu Hiên sau khi đấu giá thành công Vịnh Thanh La đang mở tiệc ăn mừng cùng những người bạn, trong đó có Nhược Lan, một trong những người đấu giá thất bại Vịnh Thanh La. Mà chị em thì không thích ai tranh giành cái gì của mình cả, đặc biệt là với những chị em tài sắc đủ cả mà vẫn bị tranh thì ta nói nó cay thôi không tranh được thì xài chung nhược Lan cố gắng tiếp cận lưu hiền hòng tranh được một mép chân vào dự án nhưng mà một cái lon lạ bằng tại cái lon quen trừ khi được giá nhược lan trâm cũng có sắc đậy nhưng mà muốn làm chung với lưu hiền khó lắm cuộc ân ái của hai người bị san san từ đầu chui ra phá đám sau màn đầu vật với các vệ sĩ san san đã thu hút được sự chú ý của lưu hiền bro anh làm gì ấy trông như kiểu là bệnh hiv có thể lây qua đường hô hấp ấy anh nín thở khi nói chuyện ok chua thì đồng nín mình đi San San đưa số điện thoại của mình cho Lưu Huyền và bảo anh hãy gọi cô Hoàn thành bậc đầu tiên trong kế hoạch ám sát Nhưng mà chị gái nghĩ là ông ấy sẽ gọi cho một đứa trông như vừa chui ra từ giường của Amber Heard à <laughs> Trong mặt Lưu Huyền này chắc có gọi đấy San San vui vẻ ra về vì đã hoàn thành nhiệm vụ Tự thưởng cho mình một con gà quay <laughs> Cá ăn gà Ngay hôm sau Lưu Huyền và các cộng sự bàn luận về chiến dịch cải tạo Vịnh Thanh La họ đã nâng cấp máy phát sóng âm lên một tầm cao mới, phát đến đầu chết hết đến đấy cho đỡ sợ có cá trong khu vực, không chỉ có tác dụng xua đuổi cá, sóng âm còn quét được sinh vật sống dưới đại dương. và dường như là ngoài những con cá heo hú đau hết cái đầu ra thì vẫn có những sinh vật nào đó tạo được những âm thanh rất giống người, chính là những người cá đang lẩn trốn tại đây. anh mạch Tuộc biết tin san san đã làm tốt bước một thì vui lắm, chuyển hướng kế hoạch sang việc tiếp cận lưu hiền và chỉ một đâm duy nhất, chỉ một đâm duy nhất, chỉ một đâm duy nhất là kết thúc mọi việc. sởi quá dễ. vấn đề ở đây là họ cần lưu hiền chủ động gọi điện và anh ta gọi đến thật, không phải là vì có hứng thú với san san mà là vì muốn chiều tức nhật lan cô này xúc phạm nói là dù ông có giàu thế nào ấy thì cũng chỉ là thằng nhà quê mặc đồ hiệu thôi mãi mãi không thể vào được giới thượng lưu mình nhà quê nhưng mình giàu mình lấy tên để chết người thì nhà quê giai thừa lên cũng được tốc người cá nhận được cuộc gọi của lưu Huyền thì vui như mở hội san san lên đường đến chỗ của lưu Huyền anh bạch tuộc chạy theo đưa cho san san đồ nghề nhưng mà vô tình để lộ chân bạch tuộc của mình trước mặt mấy tên thuộc hạ chỉ là con bạch tuộc tôi vừa bắt thôi Ê, để tôi giúp anh miên 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 anh dùng cái đó đâm bao nhiêu người rồi nhiều vi khuẩn lắm Ê, đừng kéo nhà hàng gần nguồn miếng này nướng để tôi giúp anh trẻ con ông chơi lửa làm sao sẽ mi ngon hơn anh ạ này anh kia công ty không phát bữa sáng nha mày à Ui, tôi phấn khích quá chưa bao giờ thấy một con bạch tuộc to như này tuổi trẻ phấn khích là tốt đấy nhưng mà nên trên giường pro ông là giờ deep à sao lại phấn khích một con bạch tuộc và đám thuộc hạ dẫn sàn sàn đi cô cho thuốc độc vào cốc nhưng mà người tiếp cô lại là anh trợ lý và suýt chút nữa sàn sàn bị phát hiện ra thân phận người cá anh trợ lý vô tình uống nhầm cốc nước có độc nhân lúc hỗn loạn sàn sàn chạy đi tìm lưu huyền cô dùng nhím cạnh độc tấn công nhưng mà ở dưới nước thì làm gì có lớp tập ném cô lấy dao đâm nhưng đèn spot lại vô tình cứu lưu huyền một mạng anh vô tình quất vào đầu sàn sàn một phát để đền bù anh trả cô một trăm cành và đuổi cô về nhưng mà sàn sàn không ở đây để lấy tiền cô ở đây để mời lưu huyên đi ăn gà nghe vui nhở nhưng mà lưu huyên vẫn đuổi cô về nhưng mà đi được một đoạn thì ảnh lại quay lại thay đổi 180 độ dẫn sàn sàn đi ăn lý do là phía sau là nhược lan anh muốn trêu tức à giám đốc tuy vậy khi lên xe anh lại đưa tiền cho sàn sàn và đuổi đi sàn sàn chỉ muốn rủ lưu huyên đi ăn gà lưu huyên vừa đồng ý để sàn sàn xuống xe em chờ xếp nhé Trời cái bố hồng ấy không thấy nó bị dại à Tiêu Huyền rời đi như chút bỏ gánh nặng Nhưng mà hôm sau lại quay trở lại để đeo đúng cái cánh nặng đấy vào cổ Anh cùng san san ngồi ăn gà quay Do nước mắt trào ra Miếng gà làm anh nhớ tới một tuổi thơ cơ cực Nhà anh nghèo phải đi nhặt đồ ăn ngoài đường để ăn Mãi mới đủ tiền để mua được cái đùi gà hương vị đó vẫn lưu mãi đến tận bây giờ kể từ đó anh quyết tâm sẽ kiếm thật nhiều tiền trái ngược với lưu huyền thì sẵn sàng chỉ muốn có một môi trường sống lành mạnh không ô nhiễm phim gì như lớp học giáo dục công dân đấy lưu huyền đưa sẵn sàng tờ xét cấp 700 lần rách và bỏ đi sẵn sàng đột luôn tờ xét khiến lưu huyền có phần ngạc nhiên rốt cuộc thì cô muốn gì tôi muốn uh, thuyền anh giá khơi khi chân mây ứng hồng đánh giá khơi có ngại chi mưa nắng ơ hò. hai tâm hồn có một thoáng đồng điệu lưu hiên cũng sàn sàn chơi đùa dáng vẻ chủ tịch ngày nào tan biến chỉ còn lại những tiếng cười và một tình yêu bất chợt lóe lên lúc nào không hay lâu lắm rồi lưu hiên chưa có được những lúc vui vẻ như này nhưng sàn sàn vẫn còn nhiệm vụ phải làm cô dẫn lưu hiên đến nhà nơi có tộc người cá đang phục kích nếu chỉ cần một phút sống anh sẽ làm gì ờ, có thể là quay tay nhưng mà giờ thì anh chỉ nhìn em thôi San San cảm nhận được tình yêu của Lưu Huyên Và lòng cô cũng hề gọng gạo gọng gạo ấy Thế là cô đành để Lưu Huyền rời đi trước sự tức giận của anh Bạch Tuộc Để không còn sự cố nào đáng tiếc xảy ra Đích thân anh Bạch Tuộc sẽ lên đường giết Lưu Huyên Trong buổi hẹn tiếp theo của San San Anh Bạch Tuộc giả làm đầu bếp để tiếp cận Nhưng mà vệ sĩ thì quá đông Nên là anh Bạch Tuộc đành phải đứng im với đống xúc tu trong quần Bị các đầu bếp hành hạ Anh Bạch Tuộc không chịu nổi nữa Anh phút mực bay ra ngoài các nhân viên khác cũng đi ra chỉ còn lại hai người trong phòng lưu huyền cầu hôn sàn sàn anh chưa từng gặp người con gái nào không cần tiền của mình và sàn sàn chính là người anh sẽ lấy làm vợ anh bị đần à em đến đây giết anh đấy ừ, em giết con tim anh rồi lưu huyền lao vào hồn san san và san san trở thành yuki san và chàng em đã yêu ngay nhược lan đi vào phá đám và cơn khen của cô ta đã lên đến đỉnh điểm quay trở lại với tộc người cá họ nhận ra lý do không giết được lưu huyền là do san san đã có tình ý với hắn ta đúng lúc đó lưu huyền bất ngờ đến và nhìn thấy bộ dạng thật của người cá anh bị đánh ngất khi tỉnh lại lưu huyền chứng kiến những người cá đã chết vì sóng âm của mình những người cá ép anh phải tắt máy sóng âm đi lưu huyền đồng ý nhưng mà đâu thể tin con người dễ dàng như vậy anh bạch tuộc tính bóp chết lưu huyền sẵn sàng chém đứt xúc tủ của anh phản bội cả bộ tộc chỉ vì một con cù mà không biết là có thể đốt vào người mình được không anh mạch thuộc cũng không nỡ tay trừng phạt người em của mình bế tắc là cụm từ hoàn hảo để mô tả tình cảnh này liêu hiên chạy ra đồn cảnh sát để khai báo về tộc người cá người cá sao đúng rồi nửa người nửa cái như này à không phải trái như, như này à không phải trái phải mà trên dưới người trên cá dưới đầu đâu nhầm thôi nữ cơ mà bất lực vì không ai tin mình liêu huyện trở về công ty và gặp nhược lan sau mọi chuyện thì anh nhận ra là phải nhiều xứ con người khi dễ sống hơn nhưng mà tình yêu của san san đã khiến anh phải suy nghĩ lại anh bắt đầu tìm hiểu về môi trường liệu có phải anh đang hủy hại môi trường hay không anh một lần nữa lại bỏ rơi nhược lan khiến giọt nước thù hận của cô tràn ly anh đến cơ sở nghiên cứu để tìm hiểu về máy phát sóng âm làm quá những cái chuyện mà máy phát sóng cái này mới chỉ là mức 1 trên 10 đấy nha anh trai Cảm thấy mình đã làm điều sai trái liêu Hiên họp hội đồng quản trị để tắt máy sóng âm đi Không một ai đồng tình theo anh Nhược Lan còn đếm để thêm dầu vào lửa liêu Hiên không còn uy quyền của một vị chủ tịch Anh nhờ Nhược Lan thuyết phục hội đồng tắt máy Lấy lý do để bảo vệ tộc người cá cứ tưởng là nhược lan sẽ cười nhạo câu chuyện của anh nhưng mà hóa ra là cô ta đã thí nghiệm vào người cá bấy lâu nay và giờ lưu huyền đã tiết lộ vị trí của họ nhược lan sai người đi săn tập người cá những người cá yếu ớt chỉ biết nằm im chờ chết con người xả đạn xuống thảm sát hàng loạt thay vì bắt về bán cho được giá chúng lao vào chém giết những người cá tội nghiệp san san cũng không phải ngoại lệ cô định bay lên trên nhưng bị lưới cản lại máu mè bè bét nhờ có tên cá trưởng lão giải cứu thì đám lính mới bị vô hiệu hóa nhưng bây giờ thì bất chạy đi đâu một tên bắn pháo vào người trưởng lão bà bay ra ngoài và nhận ra máy sóng âm đã tắt toàn bộ người cá cong đuôi lên bơi nhưng san san bị móc câu hải sản kéo lại nhược lan bắn đại pháo san san thần thản mà dại bay lên bờ nhược lan ra lệnh giết nhưng lưu huyền xuất hiện bất ngờ nhược lan vẫn ra lệnh giết cô bắn luôn lưu huyền bắn liên tục Lưu Hiền mặc kệ bản thân, quyết tâm đưa San San về biển. Cảnh sát đã đến, Nhược Lam và nhóm San bị bắt, Lưu Hiền gục xuống. Một thời gian sau thì Lưu Hiền bán công ty của mình và thành lập một quỹ bảo vệ môi trường. Câu chuyện của người cá cũng bị lãng quên sau một thời gian. Anh và San San sống hạnh phúc bên nhau cho đến khi họ thử làm tình. Tôi là vui vẻ, đừng quên đăng ký giờ reviewer. Vui vẻ, người chơi điện tử, người chơi đồ, người tối cổ, nhi đồng thổi ta, nhi đồng mất não để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.